thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân đã quay trở lại và lợi hại gấp đôi. Bên cạnh các diễn biến thăng trầm của thị trường chứng khoán liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng như Công ty Chứng khoán Tân Việt, những động thái mới đây của thiếu gia nhà Novaland cũng được đặc biệt thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Ngày 11 tháng 10, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin về việc thiếu gia nhà tỷ phú Bùi Thành Nhơn và vợ Cao Thị Ngọc Sương đã đăng ký mua vào hàng triệu cổ phiếu của Novaland nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Cụ thể, Công ty Cổ phần Nova Group cho biết đã đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Novaland theo phương thức nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu qua hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 14 tháng 10 năm 2022, mục đích là tăng tỷ lệ sở hữu. Theo giá đóng cửa sẽ cần khoảng 150 tỷ đồng cho giao dịch này. Như đã biết, Nova Group hiện là cổ đông lớn nhất của Novaland khi nắm giữ 37,02%. Như vậy, nếu việc mua thêm 8 triệu cổ phiếu Novaland diễn ra theo đúng như kế hoạch, tỷ lệ sở hữu của Nova Group ở Novaland sẽ hơn 37,4% vốn điều lệ, tương đương với 729.830.010 cổ phiếu. Cùng ngày, ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai của Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nova Group, cũng đã đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu Novaland. Nếu giao dịch thành công, ông Quân sẽ tăng số lượng cổ phiếu đang nắm giữ là 83.242.008 cổ phiếu. Được biết, ông Bùi Cao Nhật Quân tu nghiệp ở Mỹ về Việt Nam và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Novaland từ năm 2015. Đến giữa năm 2017, ông Quân đã từ nhiệm mọi chức vụ trong Hội đồng Quản trị và Ban điều hành nhưng vẫn đóng vai trò là bên đảm bảo nghĩa vụ phát hành trái phiếu, đồng thời nắm quyền kiểm soát ở một số công ty có liên quan đến Novaland. Trước giao dịch mua vào cổ phiếu của Novaland, ông Bùi Cao Nhật Quân được xác định nắm giữ 81 triệu cổ phiếu với giá thị trường khoảng hơn 6.000 tỷ đồng. Tuy vậy, tỷ lệ sở hữu sẽ tăng từ 4,16% lên xấp xỉ 4,27% nếu giao dịch của ông Quân thành công. Việc tiếp tục nâng sở hữu của Nova Group tại Novaland cho thấy sự cam kết của Nova Group cũng như ông Nhơn và gia đình, đồng thời đánh dấu sự quay trở lại của thiếu gia tỷ đô Nhật Quân cùng với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục dẫn dắt kiện toàn đội ngũ phát triển tập đoàn và các tổng công ty thành viên phát triển, đảm bảo hệ sinh thái tăng trưởng tốt hơn theo lộ trình đã đề ra, mang lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng và nhà đầu tư, cũng như đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.